mô Phật. Hôm nay mình phóng sanh thả cá, mình chỉ hồi hướng cho tất cả được vạn sự như ý, an lạc, hạnh phúc, bệnh hoạn tiêu trừ. Mùa Covid này cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh đều được vượt qua Covid, gặp nhiều may mắn, khỏe mạnh, bình an. Rồi, mô Phật. Ai gì đây, cảm ơn ai gì đây rất nhiều. Yeah.
đó, kéo lùi lại vậy đó. Chết này nó mạnh lắm, nó chạy. Yeah.